Ui da, đau quá. Cha mẹ ơi, cứu con, cứu con. Hôm nay mình sẽ chơi một cái trò chơi nè quý vị. Đây mình mới bắt được một con cua. Đây con cua đây. Rồi mình sẽ chơi một cái trò chơi thử thách là cho con cua nó kẹp mình thử coi biết cảm giác như thế nào nha quý vị. Rồi xin mời quý vị cùng chú ý nha. Đây. Thử tài cho nó kẹp coi. Kẹp coi. Đó, đưa tay vô cho kẹp ơi. Kẹp. Thử lại cho kẹp nè. Đó. Đó. Bỏ vô đây đi. Nè, kẹp đi. Đưa tay vô. Kẹp. Ui. Khuê quá. Kẹp mạnh lên. Kẹp cho khí thế vào. Dùng hết sức lực kẹp thử coi. Đây nữa. Nè. Ồ. Con cua đẹp đã kẹp mình rồi. Làm như mình mới uống rượu xỉn này gì mà kẹp không có sức lực gì chứ nha. Kẹp nữa. Đây càng bự nè. Vô. Vô. Hai tay. Vô. Kẹp gì? Ngại ngùng gì? Kẹp. Nè tao tấn công mày nè, kẹp đi. Kẻ thù tấn công mày đó, kẹp đi. Đó, đó, nó kẹp kìa. Đây. Đây. Nó đang kẹp rồi quý vị. Còn một cào bên kia dơ lên hả? Nè, kẹp luôn, kẹp luôn. Kẹp luôn, kẹp luôn. Đó, kẹp vô luôn. Mạnh lên. Đó. Mạnh vô. Kẹp gì đâu mà. Nói chứ quý vị biết tại sao con cua nó không kẹp nổi với mình không? Lý do đơn giản thôi. Vậy con cua này nó là con cua sữa. Cái gì nào ở miền Tây thì chắc không khác lạ gì khi nghe nhắc đến cái con cua sữa phải không? Cái gì nào như ở nước ngoài hoặc là ở miền Bắc là khi mà không có biết con cua sữa, con cua đồng á. Hôm nay mình sẽ xin review và giới thiệu cho quý vị cùng biết con cua sữa này nha. Tại sao mà gọi là cua sữa? Tại vì con cua sữa là con cua mà trong cái giai đoạn nó chuẩn bị lột xác đó. Nó lột xác đặng nó tiến quá để nó mau lớn. Khi mà nó chuẩn bị lột xác đó, thì bắt đầu cái giai đoạn của nó là đây. Con cua nó ở dưới phần thân dưới nó sẽ có màu vàng. Màu vàng xung quanh cái yếm luôn. Đến cả những cái càng luôn. Rồi. Đây mình đưa lại gần cho quý vị cùng xem nha. Nó có màu vàng. Màu vàng vàng, tức là con cua sữa. Kể cả cái càng của nó cũng vậy nè. Đó, nó có màu vàng 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 nè. Nó ẩn vàng vàng. Nên khi mà nó đang trong giai đoạn mà chuẩn bị lột xác thì nó không có sức để mạnh nhiều bằng con cua bình thường. Nên nó không có sức lực để kẹp mình. Nếu mà con cua này ở miền Tây thì dùng con cua này để làm mồi đi câu á quý vị. Đi câu cá cũng rất là nhạy. Rất là thú vị. Để trên lòng bàn tay luôn mà nó không có phản kháng gì hết. Chứ gặp cô bình thường giờ nó kẹp bỏ mẹ luôn.
kẹp mà sét đánh cũng không nhả luôn á. Oh no. Chứ không phải là như con cua này đâu. Nó không có sức lực rồi. Nó không thể nào mà kẹp mạnh gây đau cho mình được. Đây là video hài hước, video mang tính chất giải trí. Mong quý vị và các bạn xem video nếu ta thấy vui vẻ và hài hước thì xin ủng hộ cho mình một like, một lượt subscribe kênh Lộc Phương Miền Tây nha. Để nhận thêm nhiều video hay nhất và mới nhất thì mình ra video mới nha. Rồi hôm nào mình sẽ làm một cái, nếu có điều kiện mình sẽ làm một cái chuyến phiêu lưu để mình bắt con cua sữa này mình đi câu nghe quý vị. Mình đi coi những cái chỗ nào có cá rồi mình đi câu, mình sẽ bắt con cua sữa này đi câu. Rồi sẽ review cho quý vị xem sao nha. Rồi mình xin kết thúc video này nha quý vị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một video kế tiếp. Bye bye quý vị nha.